Ngọc Thơ, Thời báo chấm D, kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin hỗn loạn trong cuộc đấu thượng tầng có dẫn đến cùng sinh biến hay không. Chưa bao giờ những mâu thuẫn nội tại của thể chế lại hiện ra rõ nét như bây giờ. Dưới ngọn cờ chống tham nhũng của ông Trọng, ban đầu được sử dụng để tiêu diệt phe nhóm, nhưng giờ đây có vẻ đã đến hồi hỗn loạn khi ngành đều phát hiện tham nhũng, bộ đều phát hiện quan tham. Và dường như khi cuộc đấu quyền lực ngày càng trở nên mở rộng, thì quyền lực rơi vào tay công an ngày càng lớn. Ngành công an ngày càng lộng hành khi cuộc chiến quyền lực đã không còn phân phe phái mà dần rơi vào hỗn loạn. Hình ảnh ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Người được lợi nhất trong cuộc đấu đá hỗn loạn này chính là Tổng Trọng. Khi chính trường hỗn loạn, người người đấu nhau thì sẽ không còn chuyện kéo bè, kết cánh, cùng phe thì bảo vệ nhau nữa. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành đối thủ, khi đó tất cả đều phải thuần phục ông Tổng. Càng nhiều đồng chí ngã ngựa thì sự nghiệp của ông Tổng càng thêm rực rỡ và cá nhân ông sẽ được đồng nhất với đảng của ông, giống như các vị tiền bối Stalin, Mao Trạch Đông hay Hồ Chí Minh. Tổng Trọng không cần biết dân tình có lầm than hay không. Ông Tổng chỉ biết quạt lửa, quạt càng mạnh càng tốt. Tổng Trọng thẳng tay đóng băng hàng trăm doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhưng chẳng mảy may quan tâm đến chuyện trích tài sản tịch thu của họ để bồi thường cho nạn nhân SCB, để mặc dân tình kêu khóc. Ở nhiệm kỳ đại hội 12, Tổng Trọng cần phải đi cả một con đường vòng, ròng rã mất vài năm mới tống khứ được Đinh La Thăng ra khỏi Bộ Chính trị. Nhưng ở nhiệm kỳ đại hội 13, Tổng Trọng cho Phạm Bình Minh rớt đài chỉ trong chưa tới một năm. Hình ảnh miễn nhiệm hai phó thủ tướng chính phủ. Chính phủ của ông Phạm Minh Chính chưa tới nửa nhiệm kỳ mà đã tan tác. Hai phó thủ tướng ra đi, một ông phó khác đang nằm chờ chết. Chính phủ của ông Chính đúng là rơi vào mạt vận. Ông Chính tuy không giỏi điều hành, quản lý, nhưng lại là kẻ đặc biệt xảo quyệt. Ông luôn có phương án phòng thân cho mình. Cứ nhìn vào vụ Việt Á và AIC sẽ thấy rõ. Nếu bị ép vào đường cùng, rất có thể ông Chính sẽ dùng đến chiêu trạng chết, chúa cũng băng hà. Mà dường như hai bên đã không còn con đường thương lượng, vậy nên cuộc chiến thượng tầng không biết đến bao giờ mới thôi hỗn loạn. Hàng chục quan tham khắp các bộ ngành đã nhập kho trong hai vụ chuyến bay giải cứu và vụ Việt Á. Tuy nhiên trùm cuối vẫn chưa bị sờ gáy, hoặc gáy của vị này quá dày, lò ông Tổng sờ không nổi. Và hết Việt Á, hết chuyến bay giải cứu, thì giờ đây lại lộ lên vụ đăng kiểm đang bị điều tra ồ ạt, điều tra ráo riết. Không rõ vụ đăng kiểm này có lộ mặt trùm cuối hay không, nhưng dư luận đang thắc mắc rằng sự nhũng nhiễu gian trá trong hoạt động đăng kiểm đã có từ hơn 2 thập niên, nhưng vì sao bây giờ công an mới thấy? Tiếng oán thán của ngành đăng kiểm chắc chắn đã đến tai các vị tay to mặt lớn trong chính quyền, bởi vì thời này người thân của các quan chức đều có ô tô cá nhân, nên không mấy ai tin công an đánh vụ này vì chống tham nhũng. Người dân đang chờ xem đích nhắm của vụ này là ai. Hình ảnh ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Phú Trọng. Và sau ngành đăng kiểm là ngành nào tiếp theo, trường lái hay hải quan? Để đi đến tình trạng ngày hôm nay, tất cả đều do chế độ chính trị độc tài, tập trung quyền lực cao, không có cơ chế kiểm tra, giám sát, thì tham nhũng lạm quyền sẽ đầy rẫy, đâu đâu cũng có. Vấn đề chỉ là đánh ai mà thôi. Không có tự do, không cho dân mở miệng, không có cơ chế xã hội dân sự làm trụ cột giữ cân bằng xã hội, thì bất công, áp lực sẽ tràn lan. Cộng thêm với cuộc đấu thượng tầng khiến cho dân thêm lầm than, và điều tất yếu là khi người dân thấp cổ bé họng bị đẩy đến đường cùng thì cùng sinh biến. Vì vậy cuộc chiến quyền lực ở thượng tầng có thể sẽ là con dao hai lưỡi. Nó vừa giữ cho Tổng Trọng và thanh kiếm Tô Lâm của ông sự mạnh mẽ, nhưng biết đâu nó cũng có thể quật các ông bất cứ lúc nào không biết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin hỗn loạn trong cuộc đấu thượng tầng có dẫn đến cùng sinh biến hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam gia tăng thâm hụt với Trung Quốc, xuất siêu lớn với Hoa Kỳ. Một bài báo trên trang VOA tiếng Việt với tựa đề Thương mại Việt Nam đạt thẳng dư kỷ lục với Mỹ, tăng thâm hụt với Trung Quốc, đăng tải vào ngày 10 tháng 1 cho biết, dữ liệu mới được Tổng cục Hải quan đưa ra do Reuters trích dẫn cho thấy thặng dư trong thương mại của Việt Nam với Mỹ tăng cao nhất được ghi nhận trong lịch sử lên tới 94,9 tỷ USD vào năm 2022. với các sản phẩm chủ lực của Việt Nam xuất sang thị trường Hoa Kỳ như may mặc, giày dép, điện thoại thông minh, đồ điện tử và đồ gỗ. Hình ảnh bài báo Thương mại Việt Nam đạt thẳng dư kỷ lục với Mỹ, tăng thâm hụt với Trung Quốc trên báo VOA tiếng Việt. Theo dữ liệu của Cục Dân số Hoa Kỳ USCB cũng cho biết tính đến thời điểm này, Việt Nam xuất siêu vào Hoa Kỳ khoảng 109 tỷ USD, trong khi nhập từ Mỹ với trị giá 9,7 tỷ USD. Năm 2021, Việt Nam có mức thâm hụt thương mại với Hoa Kỳ trên 90,8 tỷ USD và cũng là mức cao nhất tới thời điểm đó, VOA cho biết thêm. Báo chí Việt Nam cũng công bố về thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2022. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 109,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 119,3 tỷ USD. Từ nhiều năm qua, thâm hụt thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ luôn ở mức cao. Việt Nam là nước xuất siêu, Hoa Kỳ là nước nhập siêu. Mức chênh lệch này của Việt Nam với Hoa Kỳ chỉ đứng ở hàng thứ 3 sau Trung Quốc và Mexico, và cứ năm sau lại cao hơn năm trước. Thâm hụt thương mại chỉ là dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng Mỹ chấp nhận hàng hóa có nguồn gốc từ Việt Nam. Như vậy, nền kinh tế Việt Nam sẽ có những phụ thuộc nhất định vào nền kinh tế Mỹ. Khi Việt Nam xuất siêu sang Mỹ càng lớn, thì sự phụ thuộc này sẽ càng cao. Và một khi một trong hai nền kinh tế có vấn đề thì sẽ gây ra sự ảnh hưởng đến nền kinh tế còn lại. Đây cũng là mối lo ngại cho kinh tế Việt Nam trong năm 2023, khi kinh tế Mỹ đang suy thoái và chưa có dấu hiệu phục hồi. Mỹ là nền kinh tế hàng đầu thế giới và Việt Nam chỉ là chú bé tí hon bên cạnh người khổng lồ này. Vậy nên kinh tế Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng gì nếu Việt Nam suy thoái, nhưng chắc chắn Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng lớn nếu Mỹ suy thoái. Vấn đề thâm hụt thương mại cũng suýt khiến Việt Nam lao đao khi bị cựu Tổng thống Donald Trump cho vào tầm ngắm, vì ông Trump luôn là người bị ám ảnh về thâm hụt thương mại. Hình ảnh xếp dỡ hàng hóa container tại Tân Cảng Sài Gòn. Đồng thời với việc xuất siêu sang Mỹ, Việt Nam lại là nước nhập siêu từ Trung Quốc. VOA cũng cho biết rằng dữ liệu Hải quan Việt Nam công bố hôm 9 tháng 1 được Reuters trích dẫn cho thấy nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc vào năm ngoái tăng 6,6% lên tới 117,87 tỷ USD, với các sản phẩm nhập khẩu dẫn đầu là máy móc, đồ điện tử, vải, điện thoại thông minh và linh kiện. VN Economy hồi tháng 11 năm 2022 đánh giá thị trường Trung Quốc là thị trường quan trọng nhất với Việt Nam trong nhiều năm qua. Thị trường Trung Quốc có ảnh hưởng lớn với sự tăng trưởng xuất nhập khẩu của Việt Nam, bởi vì đa phần các nguyên vật liệu của nhóm ngành sản xuất tại Việt Nam đều phải nhập từ Trung Quốc. Ví dụ phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc, xăng dầu khí đốt, chất dẻo, cao su, hóa chất. Rất nhiều nguyên liệu nhập từ Trung Quốc là sản phẩm đầu vào của các ngành nghề xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, giày da, điện tử. Do các ngành phụ trợ xuất khẩu nguyên vật liệu phục vụ cho xuất khẩu của Việt Nam chưa phát triển, nên Việt Nam buộc phải nhập từ Trung Quốc. Hình ảnh Việt Nam và EU ký Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA. Ngoài Mỹ, Việt Nam cũng xuất siêu sang các thị trường một số nước phát triển khác như châu Âu, Úc, Nhật. Tuy mức thâm hụt thương mại không cao như với Mỹ, và Việt Nam đang được hưởng lợi từ 15 Hiệp định Thương mại FTA. Đại dịch Covid cùng với chính sách Zero Covid khiến Trung Quốc đóng cửa nền kinh tế trong suốt 3 năm, khiến đầu tư trực tiếp FDI rời bỏ Trung Quốc, và Việt Nam là một trong những điểm đến của họ. Đây là một lợi thế lớn của Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo Việt Nam cẩn trọng với những cơn gió ngược, vì những thị trường xuất siêu của Việt Nam hiện đang đều suy thoái. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Kiếp làm tôi, Việt Nam móc thêm tiền của Mỹ dâng lại cho Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm D.